Ê, rồi xin chào tất cả anh chị và các bạn nha. Đây, nay dụng cụ du lịch lên cho mấy anh chị và bạn một số mẫu đèn laser, dành cho mấy anh chị và bạn gọi là đi làm công trình, rồi dùng để thuyết trình hoặc là để đi du lịch, mấy anh chị và bạn đi biển cũng được nha, dùng để cảnh báo tàu thuyền đồ này kia. Đây là những cái mẫu đèn thon gọn cực kỳ, hàng FZ 900 nha mấy anh chị và bạn, pin sạc, gốc sạc đầy đủ ha, đó nguyên bộ nè. Hiện giờ 900 bên shop có 3 màu là màu đen, màu vàng với màu bạc nha mấy anh chị các bạn. Anh chị các bạn nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ nhé. Đây. Đó. Đây nha mấy anh chị các bạn, tia xanh lá nè, đó. Rồi. Đây. Màu vàng nè mấy anh chị các bạn. Đó, nha. Đây, tất cả trên thân đèn đều là FZ 900 hết nha mấy anh chị các bạn. Hàng chuẩn FPS luôn đó. Đây, cái này vào buổi tối chiếu là xa 500.000 mét là chuyện bình thường nha mấy anh chị các bạn đó. Chiếu thấy nguyên đường đi laser luôn. Đây anh chị các bạn nào cần thì alo shop nha đó. Ngoài những cái mẫu đèn này ra thì còn rất là nhiều nữa nha mấy anh chị các bạn. Mấy anh chị các bạn hãy like và đăng ký kênh của shop đi để có thể theo dõi thêm nhiều clip của shop nha, cũng như là tham khảo thêm những cái mẫu đèn nào phù hợp với mấy anh chị các bạn nha. Đây, tia xanh lá nha mấy anh chị các bạn. Đây, cốc sạc nè. Pin này pin sạc 18650 nha mấy anh chị các bạn. Mấy anh chị các bạn về sử dụng nhớ sạc. Sạc tầm khoảng 3 tiếng 4 tiếng thôi, đừng sạc qua đêm nha. Đây có chiều pin sạc nè. Cộng ra cộng, trừ ra trừ nha mấy anh chị các bạn. Nhớ để đúng chiều nha. Đó rồi lưu ý mấy chị các bạn một điều luôn là khi mình mua về xài á, mình nhớ xả cho hết pin, mình hết sạc nha, đừng có về mua về sạc liền, dễ chai pin nha mấy chị các bạn. Rồi hy vọng là cái đèn này sẽ giúp ích cho công việc của mấy chị các bạn trong năm 2021 nha. Xin chào và hẹn gặp lại mấy chị các bạn nha.